Xe bồn nổ lốp, hút giải phân cách khiến 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 21 giờ ngày 27 tháng 9, xe bồn biển số 29H00503 di chuyển trên cầu Thanh Trì đến đoạn xuống dốc thuộc xã Đông Dư, quận Long Biên, thì bị mất lái, tông vào giải phân cách. Nhân chứng cho biết xe bồn bị nổ lốp, tông giải phân cách rồi va vào hai xe máy đang đi ở làn hỗn hợp. Vụ va chạm khiến 4 người đi trên hai xe máy bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tài xế xe bồn được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Tại hiện trường, xe bồn hư hỏng phần bên phải, giải phân cách bị ủi nát. Hai xe máy nằm lăn lóc cách xe bồn hơn chục mét. Đến 23 giờ 30 phút, lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường, cẩu xe bồn và hai xe máy về bãi.